Xin chào bà cô chú hay chi? Xin chào các bà cô chú. Cái gì điếc lũ ta luôn quá trời. Hello, xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Sáng nay cả nhà mình đang chuẩn bị đi nghỉ hè hả mọi người? Chỉ đi có 3 đêm 4 ngày thôi. Dẫn hai anh trai của Chi đi trước khi mình về Việt Nam á. Dẫn hai anh của Chi đi chơi mấy ngày đó mọi người. Tại vì về Việt Nam tới 1 tháng mấy lần sẽ không có thời gian. Khi mà qua đây là hết hè rồi. Cho nên bây giờ là tranh thủ đi đó cô chú anh chị. Cái hoa trước cửa nhà Kim nè. Cái hoa này dễ thương ha cô chú anh chị, này giống cánh bướm ha. Cái này nó nở từ mùa xuân cho tới mùa thu luôn đó mọi người. Mùa đông nó vẫn có hoa luôn. Tuyết rơi đồ gì nó vẫn không có sao hết trơn á cô chú anh chị. Cái này xài được cứ mỗi năm là nó mọc lại. Mỗi năm là nó ra hoa nè. Xài được hoài luôn. Đây là cái hoa này chỉ xài trong một năm thôi ha cô chú anh chị. Cái năm này coi Kim mới mua luôn nè. Nhưng mà ra hoa rất là nhiều luôn nè mọi người. Ở phía bên đây bữa nay nó cũng này hôm bữa Kim mới trồng luôn đó. Kim trồng chừng hơn tháng chứ gì. Bữa nay nó đã lên hoa rồi nè cô chú anh chị. Đẹp phải chưa nè. Đó, quá trời luôn cái màu. Cái màu đẹp quá chừng. Cái này có nhiều màu nè. Cái này là màu giống như màu vàng cam ha. Còn cái này là giống như màu tím tím nữa nè mọi người. Màu hồng hồng tím nè. Đây là màu vàng nhạt. Còn có màu trắng nữa nè cô chú anh chị. Này Kim gieo từ hạt đó. Kim ươm từ hạt xong rồi cái mình đem ra đây trồng nè. Đây nè, cái loại hoa này cũng có nhiều màu nữa nè cô chú anh chị. Mà bây giờ trời nắng đó, quay cái màu nó không có đẹp. Đây là nguyên cái hàng hoa cúc ha cô chú anh chị. Đây nó bút lốp rồi nè. Không biết là tới lúc mình về Việt Nam là nó nở chưa nữa. Không biết có kịp nhìn thấy hoa không. Đây là cái cây này Kim có từ năm ngoái nè mọi người. À không, cái này là năm thứ 3 rồi đó. Đó là hoa cẩm tú cầu hả cô chú anh chị. Cẩm tú cầu này Kim cũng có được 3 năm rồi đó. Đẹp quá. Mười giờ sáng cô chú anh chị. Nắng lắm luôn nè. Em Chi đi chơi đem theo quá trời đồ chơi trên xe luôn nè cô chú ơi. Let's go. Bây giờ cả nhà Kim sẽ đi siêu thị trước cô chú anh chị. Mình đi siêu thị mình mua một ít đồ ăn đó. Đồ ăn sáng, nước uống, nói chung là những cái đồ gì. Tại vì mình ở chỗ đó giống như là công viên trò chơi ha. Là mình thuê nguyên một cái nhà mình ở trong đó. Không có cái gì hết trơn đó cô chú anh chị. Mà ở bên Anh thường thì mình người ta không có bao gồm ăn sáng ha. Thì cái nhà đó người ta cũng có chỗ nói chung là có đầy đủ đồ cho mình nấu ăn luôn. Thì mình sẽ mua đồ ăn sáng, bánh mì, sữa này nọ nè, để pha trà, cà phê ăn sáng đó. Ăn trưa. Rồi buổi tối thì mình đi ăn ở ngoài. Nhưng mà buổi sáng, buổi trưa thì mình ăn tại ở trong khách sạn ha, cô chú anh chị tự mình nấu ha. Cho nên bây giờ mình phải đi siêu thị mua cái đồ ăn đó mọi người. Xong rồi sẽ đi qua đón hai anh của Chi. Rồi đi. Cái điểm này là Lake District ha cô chú anh chị. Thì lái xe khoảng hơn 1 tiếng thôi mọi người. Cũng không có xa nữa. Cũng gần thôi. Bà Chi đã đi mua đồ xong nè cô chú anh chị. Đẩy nguyên cái siêu thị người ta. Đi có bà đi 4 ngày mà mua gì quá trời vậy trời. Thôi tiện đi không. Chi với Kim ở trong xe đợi cô chú không có đi. Để mình ba Chi đi thôi, đi cho mua đồ cho lẹ. Bây giờ là 11 giờ rồi mọi người. Bây giờ qua đón hai anh của Chi xong rồi đi luôn. Trong này là có đồ ăn trưa hả cô chú anh chị, sandwich nè. Nước uống ha. Sandwich là mỗi người một phần, nhiều lắm trong đây. Đó, mỗi người một phần ăn trưa xong rồi cái này là ăn ăn sao trưa. Sao trưa ăn giặt. Nó quá trời trong đây đó. Thank you.
tới nơi rồi nè cô chú anh chị ơi. Hồi nãy giờ hôm nay how long drive? Lái xe khoảng 1 tiếng rưỡi ha cô chú anh chị, từ chỗ Kim á lên đây khoảng 1 tiếng rưỡi là không có kẹt xe đó mọi người. Đi rất là nhanh luôn đó, ba chi là đi 80 mai trên giờ, hơn 80 mai nữa đó, là khoảng 130-140 đó mọi người, 145 km trên giờ luôn á. Cái bãi xe mấy bên kia cũng kín, bãi xe bên đây cũng kín luôn. Bãi xe trong đây nữa. Very busy honey. On a car park is full. Full babe, it's always busy at this place. Always busy my love. Mình check-in nhận phòng ở đây luôn hả cô chú anh chị, chứ không có cần phải mà lên tiếp tân hay cái gì ha. Những người tiếp tân đang ngồi trong những cái phòng này nè. Mình chỉ cần ngồi trên xe là mình check-in xong rồi đi gửi xe luôn. And the surname is Lynch. Quiet babe. There is. Ở tới nơi rồi hả cô chú anh chị. 4 giờ chiều mới được check-in mọi người. Thì bây giờ sẽ dẫn mấy đứa nhỏ đi bơi hả mọi người. Đi bơi rồi đi vòng vòng chơi tới 4 giờ thì mới được nhận phòng đó cô chú anh chị. Yay. Ở trong đây cái công viên trong đây giống như là một cái khuôn viên rất rất là lớn luôn đó cô chú anh chị. Có rất là nhiều cái trò chơi dã ngoại cho tụi nhỏ đó mọi người, tùy theo lứa tuổi. Nhỏ như chi, bé hơn chi rồi mấy anh lớn lớn này nè. Phải đăng ký trước á mọi người. Khi mà mình book á thì mình đăng ký mình trả tiền xong hết rồi đó. Book trò chơi trả tiền riêng hết mọi người. Hello chị. Bây giờ là 1 giờ 15 hả cô chú anh chị, sẽ đi bơi. Cho mấy đứa nhỏ đi bơi 1-2 tiếng gì đó. Xong rồi sẽ chuẩn bị đi nhận phòng. Mấy cha con của chị đã đi bơi rồi. Kim đi vô thay đồ cho chị rồi. Rồi bây giờ Kim đi ra ngoài, Kim đi dạo ngoài đây hả mọi người. Ở ngoài đây á có nhiều quán ăn nè, cũng có siêu thị bán đồ dùng. Ở ngoài đây Kim thấy có công viên nè, Kim sẽ đi ra ngoài đây đi dạo. Cái bàn ghế này người ta khắc từ một cái cây gỗ rất là lớn cho chú anh chị, có hai cái con chim, con cú vọ hay con gì đó mọi người. Bên đây cũng có hai con nữa nè. Đây là phía sau cái bờ hồ hả mọi người, cái hồ bơi là ở trong đó đó. Hồ bơi là bên trong đó đó cô chú anh chị, rất là lớn luôn. Người ta làm giống như là có núi có gì đó, có bãi biển đồ, rất là đẹp. Đây là phía bên ngoài cái hồ nước nè. Ở đây thì lúc nào cũng đông đúc hết trơn cô chú anh chị, nhất là mùa hè này nè. Phụ huynh ai cũng muốn dẫn con cái mình đi đến đây chơi hết trơn á. Ở phía bên kia Kim thấy có cái thác nước, Kim sẽ đi qua bên đó hả mọi người. Đây là một cái thác nước nhân tạo thôi cô chú anh chị. Đi bộ dọc theo cái bờ hồ này nè. Người ta dựng mấy cái cảnh ở ngoài kia cũng đẹp lắm kìa cô chú anh chị. Nhìn giống ở Đà Lạt quá hả mọi người. Ở dưới đây cũng có đạp thuyền nữa nè. Cái thuyền ngồi trên đó đạp đó. Thôi không biết là bao nhiêu một giờ, hắn bên kia là có cái bãi thuê thuyền đó cô chú anh chị. Nguyên cái mái nhà phía bên kia là cái hồ bơi đấy hả cô chú anh chị. Hồ bơi trong đó rất là lớn mọi người. Bây giờ buổi chiều thì cũng mát rồi. Hơn 2 giờ rưỡi đó cô chú anh chị. Chưa bao giờ mà Kim thấy yên bình như hôm nay cô chú ơi. Không có tiếng trẻ con la hét. Ở bên đây cũng là cái khu nhà hả mọi người. Không có cảm giác giống như là buông bỏ hết luôn đó cô chú anh chị. Trong tâm trí được thoải mái nè. Không có vướng bận con cái nè. Ở phía sau cái hồ bơi bên kia là có cái cầu tuột quá trời dài nè mọi người. Đi một mình đi dạo ở đây gió mát, cảm thấy thoải mái vô cùng luôn. Giống như trút hết những cái gánh nặng gì mà của gia đình con cái luôn đó cô chú anh chị. Thoải mái quá chừng.
ở dọc theo cái bờ hồ có những cái khu người ta làm này nè, có để bàn ghế cho mình ngồi ở đây nữa. Buổi chiều ra ngồi đây hóng gió ha, mát mẻ. Kim sẽ tranh thủ đi hết dọc theo cái bờ hồ này luôn. Để thôi là ba con Chi Chi đi ra. Ôi, ở trên đây có cái ổ chim nè, mọi người thấy không? Cái ổ chim, cái tổ chim ở trên cái cây nè. Con chim nó đang nằm ở trong đó đó. Đông quá hả mọi người. Nếu như mà yên tĩnh thêm một chút nữa thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Đây có một cái con suối người ta làm cái thác nhân tạo nữa nè. Có nhiều cây cầu bắc qua đẹp quá chừng. Có con chim. Con chim nó đang tìm thức ăn nè mọi người. Ở trong đây Kim thấy người ta có làm nhiều cái băng ghế bằng gỗ nè mọi người. Xong rồi điêu khắc những cái con chim, con vật này lên nè. Con sóc với đằng kia có con cú mèo phải không? Nhìn nó hay hay quá ha. À, đây có một khúc cây. Khúc cây có con này là con gì nữa trong đây không biết nữa. Bên kia là cái bến người ta cho thuê cái tàu đạp này nè cô chú anh chị. Ở Sài Gòn mình thì có, ở Đầm Sen có cái gì đạp vịt ha. Ở đây là có đạp thuyền, những cái thuyền nhỏ nhỏ này bằng nhựa nè. Trên đây là có mấy cái trò chơi mạo hiểm cho mấy người, cho mấy các bạn lớn tuổi nè cô chú anh chị. Ai sợ độ cao thì chắc không đi được hả mọi người. Đấy. Nhìn sợ quá à. Gặp Kim sợ độ cao là Kim sẽ không có đi leo lên đó được đâu. Leo lên đây xong rồi bây giờ sẽ cắt gắm cái dây cáp ra xong rồi tuột xuống đó cô chú anh chị. Cái này là đi từ ở bên đó luôn hả cô chú? Đi qua tới đây nè, những cái đoạn đường đi lên đây nè. Đó. Rồi tuột qua cái sợi dây này ha. Xong rồi mới leo lên trên kia. Xong rồi mới tuột xuống lúc chỗ lúc nãy đó. Là muốn đi qua được cái này cũng đi qua một đoạn đường rất là xa. Cái này là cũng có gan dữ lắm đó mọi người mới đi được đó mọi người. Đi bộ từ dốc dưới kia hả cô chú anh chị, đi vòng lên trên đây, đi vòng lên đây để băng qua cái bờ hồ ở bên kia đó cô chú anh chị. Kim đi bộ vòng vòng từ hồi nãy ở trong cái khu rừng thông này nè cô chú anh chị. Ở ngoài nhìn như vậy nhưng mà đi vô trong đó đó, người ta không có cho đi dọc theo cái bờ hồ, phải đi vòng bên kia. Một hồi cũng ra được ngoài đây rồi mọi người. Bên đây là cái chỗ mà ta cho thuê thuyền nè. Đi vòng từ bên kia hồi nãy giờ cũng qua tới đây ha. Phía bên đây là ra tới cái hồ bơi này nè cô chú anh chị. Ở đây Kim thấy có một cái shop bán quà lưu niệm nè cô chú anh chị. Kim sẽ vào tham quan thử trong lúc mà vẫn còn đợi ba con của Chi Chi ha mọi người. Ở bên đây có nhiều cái tách hoa này rất là đẹp nè cô chú anh chị. Cái này mình để thức ăn cho chim trong đây nè hả cô chú anh chị. Xong rồi máng ngoài vườn đó, cho mấy con chim nó lại nó ăn đó mọi người. Nãy giờ Kim đi vòng vòng trong đây cũng mua được một ít đồ nè mọi người. Đi chơi.
Chi đã đi bơi xong rồi nè cô chú. Chi đi bơi làm sao không ướt tóc luôn vậy? Đi con. Rồi đi về nhà giúp mẹ lau cho. Tới rồi nè cô chú anh chị ơi, cuối cùng. Bây giờ chỉ 3:40 thế mọi người, nhưng mà người ta cho mình vô sớm nè. Đúng rồi, mở dép ở đây. Phòng mới vừa dọn xong, thơm. Có cái ghế ngồi cho em bé nè. Đây có nhà bếp nè. Đây là cái sofa. Phòng khách sofa. Đây có lò sưởi ha mọi người. Ở bên ngoài có chỗ ngồi bên ngoài nè. Đây có chỗ ngồi bên ngoài đấy, mình nướng barbecue ở ngoài kìa. Ồ cái tivi. Ơ siêu quét ha anh ơi. Ok. You take off your shoe please. Because it's wet and your shoe gonna get dirty. I'm gonna go get the car anyway. So you two can do what you want. Cái phòng này có cái nhà này có 3 phòng ngủ hả cô chú? Đây là một phòng nè. Cái này là phòng giường lớn. Có cái cửa sổ bên kia, bên này có cái tivi nhỏ xíu, cái tủ đồ nè. Ơi con. Để mẹ coi cái phòng ngủ, cái giường ngủ bên đây coi. Cái phòng này có 2 cái giường ngủ, giường đôi. Tối nay chị ngủ đâu? Chị ngủ với ai? Cái phòng này thì không có tivi mọi người, cũng có cái tủ đồ lớn nè. Oh yeah, cái phòng này cũng có 2 giường ngủ nữa nè. Cái view ra ngoài. What? I think you need to sleep with me now because I don't like two beds in my room. You sleep with Jacob? Today you sleep with Jacob, tomorrow sleep with Cameron, ok? Đây là cái toilet. Toilet thì có phòng tắm đứng thôi mọi người, không có bồn tắm. Ồ. Không, cái này là phòng tắm thôi, còn cái toilet đó đâu ta? Where the toilet? À, the toilet đây. À, bên toilet bên đây thì có cái bồn tắm nè. Thôi con, cái gì con? We have to choose. Check up a camera and Gigi can choose. Yes. You didn't see outside, what? I did. Oh, you didn't? Okay. I'm going to go and get the car, okay? Ủa, chị dễ gì á? Me, you, me, you. À, chị vô dễ. Ở đây có cái bảng này, người ta có nguyên một cái chén phấn rồi cô chú anh chị. Để cho mấy bé này dễ cũng vui chứ bộ. Nè. Ở trong đây cho mọi người xem cái nhà bếp á. Cái nhà bếp rất là tiện nghi luôn mọi người. Đây là cái máy nướng bánh mì hả cô chú anh chị. Cái bình này để nấu nước nè. Trong đây thì có dĩa, chén, nồi, chảo, đủ các kiểu để cho mình nấu ăn ha. Có bếp ga thì ở trên. Ở dưới đây là cái lò nướng nè cô chú anh chị. Phía đây là cái gì đó. À, trong đây là cái tủ lạnh ha. Tủ lạnh mình để đồ ăn vô trong đây. Ở bên đây. À, cái bên đây là máy rửa chén ha mọi người. Đây là thùng rác thôi. Cái đây là chỗ rửa chén nè. Ở trong đây người ta cũng có để khăn cho mình nè. Cái cục xà bông rửa chén ha. À, cái này là cái cục xà bông để rửa chén bằng tay. À, không, cái này rửa chén bằng máy chứ. Đây có cái máy pha cà phê ha mọi người. Trong đây nè, muỗng nè. Dao kéo, cái đồ khui rượu gì, cái gì cũng có hết trơn nè. Ở dưới đây là cái gì nữa? À, dụng cụ để nướng thịt đó mọi người. Dụng cụ để nướng barbecue. Can I open it? Giờ con muốn wash hand hả?
Ở trong đây thì người ta có để mấy cái cà phê cho mình nè, cà phê pha máy, gói trà hả cô chú anh chị. Đây là có cái microwave nè, giống như là một cái nhà của mình hả cô chú anh chị, rất là tiện nghi. Ở bên đây là có cái nôi nữa nè, ai mà có em bé thì mở cái này ra cho em bé nằm ở trong đây hả mọi người. Đây có cái ghế ăn của em bé nữa và cái bàn ăn ở đây. Cái nhà này mà gia đình ai có hai con ba con thì ở cũng được. Nói chung là có cái không gian, nếu như mà nhà ở thì không gian phòng khách nó hơi hẹp thôi, nhưng mà những cái phòng ngủ thì cũng rất là rộng rãi ha. Về nhà tắm rửa xong rồi mọi người, bây giờ sẽ làm đồ ăn tối. Bữa tối đầu tiên thì ở nhà làm đồ ăn mọi người, bữa sau thì mới đi ăn. Chỉ mua đồ làm hamburger thôi cô chú anh chị. Bây giờ thì Kim đang làm hamburger nè. Chứ đi bảo hả? Đi lên xe đẩy. Chứ đi bảo hả? Bữa chiều về ăn tối tắm rửa xong rồi mọi người, bây giờ sẽ đi chơi. Bây giờ là 8 giờ, mấy giờ rồi? 7 giờ rưỡi chứ. 7 giờ rưỡi rồi cô chú. Bà chỉ có đặt cái bàn pizza chứ, cho pizza đó. Lúc 8 giờ, bây giờ phải đi. Chứ cho mấy bạn nhỏ đi chơi xong rồi, biết là ba chị có muốn uống cái gì không, uống bia uống rượu gì không, xong rồi đi về ngủ. Sáng mai phải dậy sớm rồi cô chú anh chị. Tại sáng mai có lịch đặt cho mấy đứa này chơi nè, cho mấy em này chơi sớm lắm mọi người. 9 giờ là bắt đầu chơi, là mình phải dậy sớm, mình ăn sáng rồi đi tới đó nữa. Hello honey. Xin chào công chúa. Để xe đẩy theo, để hồi lỡ nhiều khi Chi nó mệt đó cô chú, nó không chịu đi bộ mà đi trong này xa dữ lắm. Nè Chi, xin chào bà cô chú đi Chi. Ở phía ngoài đây có cái khu trò chơi nữa nè mọi người. Ngày mai sẽ cho Chi chơi, chứ bây giờ đã có lịch đặt bên kia. Chờ Chi ơi Chi. Ôi, anh đang chơi golf. Anh golf này nè anh đi. You're gonna play golf with your camera in there. Trong đây là có chỗ giống như đánh golf mini á mọi người. Golf mini. You see when we go to Formby. Trong đây là rừng thông nè mọi người. Mấy cây thông này rất là cao to luôn nè. Đang chơi pizza này cô chú anh chị. Cái này mình đặt bàn từ 8 giờ đến 9 giờ ha, là mình đã trả tiền xong rồi đó mọi người. Là chơi tới cái giờ đó là phải tự nghỉ, là có tới lượt của người khác đến chơi ha mọi người. Chi đã vô trong kia chơi game rồi, nó đòi ba dẫn đi chơi game trong đó này cô chú anh chị. Trong lúc ba cha con kia đang chơi đánh pizza của chú anh chị, thì Kim với Chi đang đi dạo nè mọi người. Em Chi mua một cái cuốn sách tô màu, để về tô màu với lại một bịch kẹo. Để nó mua kia mua kem cho Chi ăn, nhưng mà bây giờ người ta đã đóng cửa rồi. Bây giờ là 9 giờ rồi đó mọi người. Cho nên là mua một gói kẹo với lại Chi thấy cuốn sách tô màu này nè. Chi muốn mua nè. Đâu Chi cho mẹ coi Chi cuốn sách gì á. Đây sách tô màu công chúa. Lâu đài vậy, trong đây có hình nhiều lắm mọi người. Chi thấy là Chi mê luôn. Em Chi bữa nay mặc cái bộ đồ thấy cưng quá trời luôn nè. Quay mẹ coi bộ đồ đẹp coi. Trời ơi, cái quần cái áo trắng mà đóng thùng nữa. Rồi mang cái giỏ nữa. Hai mẹ con đang ngồi ăn kẹo nè cô chú ơi.
đang ngồi ăn kẹo đợi ba Chi Chi ra. Ba Chi chơi sắp xong rồi đó mọi người. Hai mẹ con đang ngồi ở bờ hồ nè, ngắm cảnh chiều, chiều hoàng hôn hết mọi người. Chiều hoàng hôn nhưng mà bây giờ đã 9 giờ tối đó cô chú anh chị, mà mặt trời vẫn còn luôn nè. Cái gì vậy? Con ong á hả? Ong đó ba là chi?